Mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em tên là Phạm Thị Hương. Quê quán của em là ở Tuyên Quang. Hiện tại là em đang sinh sống ở quận 9. Đang làm sale bất động sản. Ngoài sale bất động sản ra thì em còn một số nghề tay trái nữa, như là sinh trong vân tay hay là thần số học đấy ạ. Wow. Để hỏi coi coi chị Lan với Linh số mấy nha. Dạ, nhất trí ạ. Mời em trai. Em xin giới thiệu, em là Trịnh Xuân Chiến. Em sinh năm 1985. Quê em ở Nghệ An. Hiện tại đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Em làm gì Chiến? Em lái máy xúc. Lái máy xúc hả? Dạ đúng rồi. Là cái máy ủi xúc lên hả? Dạ vâng. À rồi. Em làm bên chuyên ngành bê tông. Rồi nhà gái nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì mình là một người rất là năng lượng, nhẹ nhàng và rất là vui tính. Khá là hài hước. Khuyết điểm thì mình khá là tự ti. Tự ti gì? Ti vì mình có một ngoại hình nó không được xinh đẹp cho lắm. Không, chị là có một cái ngoại hình trẻ hơn tuổi rất là nhiều đó. Trẻ hơn tuổi luôn hả? MC. Dạ. Trẻ hơn tuổi là được rồi đó. Thầy thấy là điểm cộng rồi. Nhà trai, nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Em biết làm mọi việc nha. Điểm yếu thì em hơi cộc tính. Mà em hay bảo là tính chó. Hả? Tính gì? Tính chó. Tính chó hả? Dạ. Ủa tính chó là sao? Em thẳng, em thô. Thẳng, thô? Dạ đúng rồi. Em không biết ngọt ngào. Chết mồ. Thí dụ em gặp cái cô đó mà xấu thiệt là xấu thì em nói sao? Không, không nói gì. Em nói cổ xấu quá hả? Không, mình biết là được rồi. À, đừng nói nha. Dạ. Đó, thí dụ cổ đi qua nè. Nói về cổ đi. Chị Ngọc Lan quá xinh. Vậy mà cọc tính đâu. Ta dễ thương gần chết luôn á. Tính chó. Thường á là mới nghe cái từ ra lạ thiệt á. Nào giờ tôi hay nghe là ví dụ như tôi có máu chó nha, đừng đụng vô nha, thì còn có chứ còn tính chó tôi chưa nghe. Không, nói chung chắc là mẹ mắng yêu rồi. Đúng không ạ? Em cọc tính. Cọc tính, cọc tính hả? Nhưng mà thí dụ như giờ người yêu em làm gì em cọc thì em nóng lắm là em làm gì? Không nói gì và đi ra. Vậy cũng đâu cọc tính đâu. Bạn bè em mà nóng quá thì em có liện này liện kia hay gì không? Không, cãi tay đôi thôi. Cãi tay đôi luôn hả? Cãi chừng nào thắng thì thôi. Thì không thắng được thì mình thua. Thua thì thua thì thật ra có những điều rất là thật nhưng mình cũng không nên nói thật. Đau lòng người khác, tổn thương người khác. Đang nói cho bạn nghe nè, bây giờ là phim ngôn tình nó nhiều dữ lắm. Con gái bây giờ đó bị nhiễm phim ngôn tình rồi. Cho nên rất là mê những cái lời nói mà bay bổng. Mình cân bằng cái đó lại chút xíu ha. Mình tập cái đó là phải. Đúng rồi, tập đó, đó. Ngoài công việc em rảnh rồi thì em hay đi uống cà phê. Thế mạnh là uống cà phê à? Dạ, em nghiện cà phê. Trời, nghiện cà phê. Giống anh khoái cà phê. Đến coi nhà gái coi sao nha. Ừ, nhà gái ta xinh nè. Chào em gái. Dạ vâng, em chào anh Quỳnh Linh. Rồi, Hương nãy giờ Hương nghe một người đàn ông cọc tính chút xíu. Thô thật. Tính chó. Dạ. Cái câu này ở ngoài Bắc cũng hay nói. Ngoài Bắc hay nói đúng không? Dạ vâng. Em có lo lắng gì về cái tính tình bên đó không? Cũng hơi lo một xíu ạ. Đôi khi em cũng hơi cọc tính một xíu. Em cọc luôn đó hả? Vâng. Thì hai người cọc tính nhau. Mệt á. Trời. Đường tình duyên em sao nè? Đường tình duyên thì khá là trắc trở ạ. Có mấy mối tình? Thì có thể là 1, 2, 3. Đến mối tình thứ 3 thì kết hôn ạ. Nhưng mà kết hôn được 7 năm thì cũng chia tay. Con em lớn rồi ạ, một nhóc. À, mấy tuổi rồi em? À, năm nay học lớp 11 rồi ạ. Bé ủa? Lớn rồi cho nên là bé quyết định là ở với ông nội. Ừ. Thì em vào đây. Bao lâu thì về thăm con lần? Hồi mới vào thì gần như cứ 2-3 tháng là em về một lần. Khoảng 2-3 năm gần đây thì một năm về khoảng 2-3 lần. Ừ. Nhưng mà sau khi chia tay ông xã rồi đó, mình cảm giác là mình có một cái gì mà nó chưa hoàn thiện trong hôn nhân không? Ví dụ như mình đang thiếu sự bao dung ở trong đó. Ừ. Có thể là người ta phạm sai lầm chẳng hạn, thì mình nên bao dung một chút. Thế thì bên này như thế nào? Em cũng yêu hơi nhiều. Nhưng ba cột mốc đáng nhớ là năm lớp 4. Lớp 4 mà yêu rồi hả? Dạ. Thấy cô bé bên cạnh lớp cạnh xinh quá. Không biết tỏ tình hay biết thư tay. Rồi vâng. Kiểu giữa em lớp giới gấp lại rồi đem lên cho giáo viên phụ trách của bạn đấy. Trời ơi, lớp 4 mà đã chiêu trò vậy rồi. Cô giáo là nhìn thấy nét chữ là biết chữ của em. Cô nói một câu là mày học ngu như bò. Biết thư tình hay lắm. Cuộc đời cậu con trai này sao nó nhiều trắc trở quá. Mẹ thì nói tính chó,
cô giáo nói học ngu như bò. Thiệt là tình. Hai con rồi đó, còn 10 con nữa là đủ 12 con giáp. Nói vậy thôi, chứ thật ra tính cậu đó không có đơn giản vậy đâu. Tính em là cứng rắn đó, bản lĩnh lắm á. Mối tình thứ hai thì năm 2009 là em đi học nghề. Học nghề thì em có gặp một bạn nữ kia cũng học chung trường với em, quen một năm. Do cái tính chất công việc của em là chuyên phải đi những công trình xa đó. Lúc đấy cũng đang tuổi trẻ, mình cũng ham chơi nữa, chưa có nghĩ đến cái vấn đề xây dựng gia đình. Dạ, mối tình cuối cùng là mối tình chớp nhoáng, và bây giờ em là một ông bố đơn thân. Chớp nhoáng hả? Quen, cưới và sinh trong vòng một năm. Con em lớn chưa? Con em hiện tại 5 tuổi. Trai hay gái? Con gái ạ. Hiện nay cũng ở với em. Rồi đi làm vậy bỏ con gái nhà ai lo? Em ở đấy thì có vợ chồng em gái cũng ở gần em. Rồi có mấy đứa em cùng làng nó cũng ở đấy. Hôm nào mà mình về đi sớm về trễ thì mình nhờ. Em gái, một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cái sự sạch sẽ. Em thích người nào đó cao hơn em một cái đầu, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng luôn ạ. Cái đó cũng khó lắm đó. Có nhiều người cao hơn cái đầu thiệt, nhưng mà thấp hơn về nhiều thứ. Có nhiều người cao hơn nhiều thứ nhưng thấp hơn cái đầu. Rồi bây giờ tương lai nè, muốn có một người bạn đồng hành với mình như thế nào? Tuổi tác nó với lời ngoại hình không quan trọng lắm, quan trọng là tính cách, cũng thiên về gia đình nhiều. Thế thì có điều gì mà bạn không thích ở người phụ nữ không? Nếu mà không thích gì thì bạn phải nói ra. Em sợ phụ nữ im lặng. Còn bây giờ thôi, mình hỏi người thân xong rồi mình mở rào thôi. Nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bé bạn với lại sếp của em. Nhân sếp thì bà nhà gái là to cao, khá là dễ thương, làm nghề bất động sản thì ngoại giao với giao tiếp thì chắc là tốt. Hy vọng là hai người sẽ tạo thành một cái mảnh ghép mới cho nhau vượt qua những cái gì đã đổ vỡ vừa rồi. Rồi, cảm ơn em trai. Em gái đi với ai? Dạ em đi với hàng xóm ạ. Nói chung là rất là tuyệt vời. Đối với tôi thì tôi mong hai bạn có trao nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Cảm ơn bạn hàng xóm. Thôi bây giờ hai bên gặp mặt nhau đi, rồi mình coi tính tình sao đó, những gì nãy giờ mình cảm nhận có đúng hay không nha. Mở rào. Mình có một chút quà gửi đến bạn. Cái này sẽ giúp bạn ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ hoặc là những cái gì đó quan trọng trong cuộc sống của mình. Cảm ơn bạn. Tặng cái gì mà ghi đáng nhớ vậy? Mở ra coi chiến. Một tên viết. Ý là tối nay về ghi lại vật ký đó. Dạ. Lần đầu tiên gặp Hương, anh thấy nôn nao, xôn xao gì đó ha. Tặng bạn gái với lại quý vị khán giả bài à. Đưa em về Hà Tĩnh. Em ơi, anh mời em về thăm quê hương anh Hà Tĩnh. Sông Lam và Hồng Lĩnh nếu bước chân người đi. Em ơi, anh mời em về bên dòng lá xanh mát. Thiên cầm nghe biển gọi những chuyến tàu khơi xa. Mà tình sâu nghĩa nặng. Không nhớ. Nhớ luôn. Rồi em gái hát bài cơ Hương. Em thì em không thuộc lời bài hát đâu, em xin phép cầm giấy nhá. Hát bài gọi là cái bài này gọi là tủ đứng của em đấy. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Bạn nghĩ sao về một ông bố đơn thân? Mình rất hâm mộ những người như vậy luôn ạ. Bởi vì không phải ai cũng lãnh được cái trách nhiệm đó là chăm sóc con, và nhất là những đứa bé còn nhỏ. À, thế bạn nói bạn có một bé gái đúng không? Mình ao ước có một đứa con gái. Rất là thích được chăm sóc bọn trẻ con. Rất thích luôn nè. Tớ cũng thích trẻ con. Cái quan điểm sống của mình là yêu trẻ và kính già. Vì bản thân mình cũng cảm thấy như mình tuy lớn tuổi về số đếm, nhưng mà trong tâm hồn thì vẫn còn trẻ con lắm. Giống mình. Bây giờ Chiến đứng lên nắm tay Hương, tiến tới đi. Nắm hai tay Hương, bước tới. Chủ động đàn ông nào.
Chiến nói với Hương đi, nếu anh là chồng em, anh sẽ làm gì? Và ngược lại, Hương cũng vậy, nếu là vợ anh, em sẽ làm gì? Mình thì không dám hứa hẹn gì nhiều, tại vì mình không thích nói, mình thích làm. Nên nếu mà mình đi tiếp thì mình sẽ cố gắng làm cho bạn thấy chứ mình không thích. Làm nhưng mà làm cái gì? Thì bù đắp những cái gì đã, những cái gì trước đây bạn đã thiếu thôi. Rồi, thôi, về ghế ngồi đi các bạn. Thật ra thì anh có thể giúp em nói nhiều hơn nữa, nhưng mà anh muốn những gì từ trái tim của em nói ra để bên nhà gái sẽ hiểu hơn. Nếu chúng ta cảm giác khoảng 50% trở lên, ta cho anh ấy cơ hội nhắm mắt lại. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hương không bấm. Thật ra chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, tức là Chiến chưa thổ lộ hết. Có đôi khi người ta nói là đàn ông không nói, tôi không nói được, tôi chỉ làm thôi. Nhưng mà làm thì ai thấy được. Và anh nghĩ rằng đây là một câu chuyện có thể Chiến sẽ rút kinh nghiệm. Bất kỳ một đối tác làm ăn hay là một người mà mình thích, mình cũng phải nói tất cả những cái gì suy nghĩ của mình cho người đó nghe, Chiến ạ. Đúng không Hương? Dạ đúng. Có phải đó là những điều mà làm cho chị phân vân không? Dạ đúng ạ. Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ vâng, cảm ơn anh Quyền Linh. Cảm ơn Ngọc Lan. Cảm ơn bạn nha. Rồi. Rồi, em chào anh nha. Thì hôm nay sẽ có chị Trúc là biên tập của chương trình sẽ phỏng vấn mình nha anh. Rồi. Đặt. Em xin mời anh giới thiệu về họ tên, công việc, quê quán của mình nha. Em tên Đặng Quốc Toàn, sinh 1983, tài xế cho công ty gì? Quê quán Trà Vinh nè. Đang làm ở quận 7 hả anh? Đang làm ship ở quận 7, đang ở quận 7 hả? Đúng rồi. Rồi, mình chở sếp hả? Tài xế chở sếp hay là sao? Dạ đúng rồi, tài xế chở sếp chị. Dạ, dữ dằn ha. Kế bên sếp luôn, mình có nói sếp giới thiệu cho em nào sếp biết á? Dạ không. À, mà phải đi lén ha. Ủa, ổng biết tham gia chương trình không? Dạ không, tại vì sếp đi hàng cũng trước dịch đó chị. Ở đây ở không cũng lên công ty, đi xe máy lên công ty thôi. Rồi bây giờ chia sẻ giùm em một chút về điểm mạnh, điểm yếu với đường tình duyên của anh. Em thì một lần đã gian dở rồi chị. Ly hôn cũng 6 năm chị. Dạ. Em đi, ví dụ có con không, rồi ở với nhau được bao lâu rồi chia tay anh? Dạ, ở cũng được 5 năm mà chia tay chị. Con cũng lớn rồi, con 17 tuổi rồi mà ở với mẹ, bên ngoài, bên ngoại cũng hấp dưỡng rồi. Ừ, một có một đứa con gái hả anh? Một đứa trai thôi chị. Đây. Dạ. Đang ở dưới quê hay ở trên này? Dạ, ở quê luôn chị. Em ở đây độc thân một mình thôi ạ. Rồi. Coi như ly hôn cũng 6 năm rồi hả? Mà có tìm hiểu ai không trong thời gian đó? Thì cũng có tìm hiểu, nhưng mà một thời gian sau không thấy hợp đó chị. Chia tay. Rồi. Dạ. Rồi, mình nói một chút cái điểm mạnh, điểm yếu đi. Mình có hút thuốc, nhậu gì không nè, tật xấu gì không, khai ra hết. Dạ, đi nè. Em thì không hút thuốc, nhậu thì có, bệnh có. Nhưng miền Tây mà. Còn điểm mạnh em thì nói chung chuyện gì em làm được hết, xúc động thân mà. Trong nhà em cỡ chuyện gì em làm cũng được hết. Bước vô miệng rồi. Còn... mà không làm đúng không? Không làm ai làm. Cái gì? Hành. Còn điểm yếu, điểm mà xấu thì hơi nóng tính tí thôi chị. Nóng cỡ nào? Nóng không biết được, nói sao biết được. Nhưng mà... một có ông ơi, ngày lớn cũng chế được tính ta nè. Thì ông dạ. Nóng cỡ nào? Mình phải biết cái sức nóng của mình chứ. Dạ, nóng cũng hơi hơi thôi chị. Không dám hơi đâu. Mình nóng mà là người ta nãy nói dân miền Tây đúng không? Có đánh vợ cái nào chưa? Dạ không, vũ phu này chắc không có. Cưng không hết, nói vậy đó. Thì không thảo sao thôi. Cưng quá mà sao chia tay vậy? Dạ, hồi xưa em đi làm công ty á, chạy theo công ty cho sếp kinh doanh á, tại vì đi một tuần, nhiều khi công tác một tuần mới về một lần á, người ấy ở nhà có người khác thôi. À. Dạ. Rồi bây giờ thời gian của mình thì sao, có vậy nữa không?
Dạ không, thời gian bây giờ nói cho sếp tổng với phó của công ty, đủ công ty thời gian rảnh hơn nhiều, không có đi xa, đi trong ngày về. Khi thứ bảy thì làm có buổi mà chủ nhật được nghỉ. Dạ. Nhưng mà cái thu nhập thì sao anh? Ở đây mình có mua nhà gì chưa? Ăn sao nè? Làm nhìn dẫn về quê thôi. Chưa có người theo chí hướng này, bà xã ở đâu thì mình ở đó cũng được, không sao. Dạ, tại quê nhà đất cha mẹ cũng để sẵn, cho sẵn hết rồi. Ở đây mở nhà trọ thôi. Rồi, ok. Rồi bây giờ muốn tìm một người như thế nào ạ? À? Mô tả kỹ ngoại hình công việc quê quán luôn nha. Dạ thôi, mấy người miền Tây cũng được rồi chị. Ưa nhìn tí là được rồi, chị tính tí được rồi. Không quan trọng đẹp lắm không. Rồi, à, mày có định về quê không? Dạ, thì bà xã, sau này bà xã ở đâu thì ở đó cũng được. Ở đây công việc ổn định, ở đây vừa em làm công ty thì cũng lâu rồi, 5-6 năm rồi chị. Ừ, nhưng mà cô gái nếu mà ở dưới quê rồi thì sao, được không? Ví dụ ở miền Tây đi. Dạ, vẫn được. Thời gian sau làm về quê, xuống giống về quê, lớp nhà cũng được, ở chơi gần cha mẹ cũng được. Thì anh có nhà được chưa hay ở chung ba mẹ gì không? Em ở chung ba mẹ thôi, đất vườn thì ba mẹ cho sẵn riêng hết rồi. Ừ. Dạ. Rồi rồi, bản thân là tích cóp được bao nhiêu rồi? Nói chung là cũng đủ sống hay gì. Đủ cứ vợ. Đủ đủ nhiêu có nghĩa là có để riêng không hay là đưa hết cho má, hay là mấy năm qua là không có còn. Ví dụ 6 năm ly dị nè thì mình để dành được mớ vốn nào chưa? Dạ lên được ít nè chị. Ừ, là có đúng không? Dạ. Có để tiết kiệm là mua xe mua nhà hay là mua cái gì rồi, ý là mua xe chạy hay là cái gì? Dạ chưa mua gì, lúc để dành đó thôi. Ừ. Dạ. Cái vấn đề mình coi có cái nghiêm túc với chương trình hay không thôi. Nhiều nhiều anh mà tuổi này nhiều khi không có tích cóp gì thì nó cũng không đúng ha. Dạ đúng rồi, dạ. Rồi bây giờ cô gái, cái ngành nghề nè, anh có quan trọng ngành nghề gì không? Dạ không quan trọng đâu chị, chỉ siêng năng rồi, được rồi. Dạ. Giờ cô đó, cổ ly dị, cô đang nuôi con được không? Dạ vẫn được ạ. Rồi có thương con người ta không? Dạ sẵn sàng chứ, ví dụ mình tới người ta thì thương mẹ, thương con chứ. Ừ, nói vậy nhờ trong rừng giùm nào đang có cái vụ gì ghẻ rồi đó, nên là nó cũng hơi nhạy cảm rồi mình. Dạ. Ừ. Thì ví dụ con người ta, con gái mà còn nhỏ đi thì mình thấy như thế nào, hoặc là mình chăm sóc làm sao thì mình cũng lên mình chia sẻ thêm nha. Dạ, dạ. Cái vấn đề đó. Ừ, chứ không phải nói được một cái thôi đâu. Dạ, rồi dạ. Bây giờ mình cũng có thêm con mà, đúng không anh? Dạ đúng rồi, em có con mà. Ừ, nhưng mà bây giờ nè, mình kết hôn nữa thì mình có định sanh con nữa không? Dạ nếu có thì cũng tốt cho chị. Cũng muốn, cứ kiếm đứa gái, em thích gái lắm. À, thích con gái. Dạ. Cô biết bé kiếm cho anh cái cô mà cô cũng thích đẻ nữa, chứ nhiều khi bằng tuổi anh rồi cô có con rồi cô không muốn sanh con nữa. Dạ dạ dạ. Rồi ok anh Toàn, nếu mà được chọn á thì ghi hình tụi em báo lịch cho mình sau nha. Rồi dạ, em dạ. Sẽ kết nối em nói chuyện thêm với anh nha. Dạ dạ, cảm ơn chương trình. Rồi xong rồi đó, anh kết thúc dạ. Cuộc gọi phỏng vấn với mình nha. Rồi mời chị. Rồi xin chào em ha, mời em giới thiệu về bản thân nhìn chị, họ tên, công việc, quê quán của mình. Em tên là Đức Huy, công việc hiện tại của em là đang đào tạo của nội bộ cho công ty cổ phần FPT Telecom. Em ở Lâm Đồng. Đang làm ở Sài Gòn đúng không? Đang làm việc ở Sài Gòn, quận 7. Rồi. Ồ, quận 7 luôn, vậy là gần cái phim trường của mình thì phải, chỗ FPT bên quận 7 đúng không em? Hay là em làm chỗ khác? Dạ, FPT... Có mấy cái tòa nhà? Ừ, khu chế xuất Tân Thuận rồi đó đúng không? Dạ đúng. À, vậy thôi đi thẳng vô đó là ghi hình phim trường trong đó luôn á, hết đường đó luôn. Kế bên nhà em đó, kế bên cái FPT. À, dạ. Dạ rồi, anh ơi. Rồi bây giờ chia sẻ một chút cái điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình ha. Điểm mạnh của em thì nói chung là giao tiếp tốt. Tại vì em cũng là một giảng viên nội bộ thì cái việc mà giao tiếp thì cũng khá là ổn. Điểm yếu thì sao ta?
Liễu thì nói chung là cũng hơi nóng tính và không có thể được cái cảm xúc. Nói chung là khuôn mặt lúc nào nó cũng cảm giác như là hơi khó tính. Rồi nhiều hơn, bớt khó. Dạ. Được bao nhiêu mối tình rồi em? Em thì em có hai mối tình. Tình đầu tiên thì từ cái hồi chung là còn đang dạy như là kiểu mối tình của học sinh ở cấp 3. Thì cũng quen bạn ấy một thời gian. Khi mà em đi Sài Gòn học thì chung là có một số vấn đề về khoảng cách. Rồi nên khoảng cách cũng khá xa và em thường xuyên không về được. Dần dần ai mà đi rồi chia tay. Mối tình gần đây thì chia tay cách đây khoảng gần 1 năm. Thì quen bạn ấy được 4 năm. Thì cũng chia tay cách đây khoảng từ tháng 3. Bạn đó thì cũng ở gần nhà mà cũng đang làm việc ở Sài Gòn, cũng có một số vấn đề nhưng mà không có bất đồng quan điểm nên là dần dần dẫn đến chia tay. Một phần do đợt rồi ở Sài Gòn có cái đợt giãn cách, hai đứa không có gặp nhau được nên là cũng không có giải tỏa được cái vấn đề. Thì xa nhau dây tơ hồng đứt tùm lum đó đúng không? Yeah. Rồi, nhưng mà với cái điều kiện của em thì chị thấy nó cũng công việc ổn định, đồ nói chung là ngon lành đó, thì sao phải tìm tới chương trình ở ngoài, có khó tìm không? Nói chung là em đi làm thì chủ yếu là đi công tác khá là nhiều. Em thì em đang hỗ trợ cho các bạn quản lý từ Quảng Bình rồi tới Cà Mau. Nên là cái việc em đi công tác nhiều nên là cái mối quan hệ ở xung quanh đa số là những mối quan hệ liên quan đến công việc nhiều và xa. Ở Sài Gòn thì gần như là em không có bạn. Rồi bây giờ mong muốn một người bạn gái như thế nào nè? Miêu tả kỹ ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn nha. Bạn gái thì nói chung là ngoại hình thì dễ nhìn xíu thôi, chiều cao thì không quan trọng. Em thì cao khoảng 1m7. Chiều cao bạn gái thì cũng không quan trọng mấy, dễ nhìn một xíu, có công việc ổn định. Nếu mà quê ở Lâm Đồng được thì càng tốt. Rồi bây giờ thì ở đây em có kế hoạch là em ở đây không hay có dự định gì quê không? Em thì kế hoạch của em là sẽ về quê. Sắp tới này sẽ xin một chi nhánh ở trên tỉnh, trên Lâm Đồng để làm việc, để cho nó gần nhà. Vì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, anh chị thì có gia đình hết, nên là cũng đang mong muốn về nhà, gần nhà để có gì để phụ giúp ba mẹ. Rồi, ok em. Nếu mà được chọn thì chị sẽ liên lạc lại, rồi mình trao đổi nhiều hơn, chị sẽ kết nối qua Zalo với em nha. Dạ vâng, chào anh chị. Rồi, ok em, cảm ơn em nhiều. Dạ.